Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền ạ. Hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2019, cơ sở bên em hôm nay dành chủ yếu cả ngày hôm nay là để đóng đơn để trả hàng cho các bạn đã đặt lan bên em từ hôm ngày 17 đến ngày 18 đấy ạ. Thì hôm nay em sẽ chỉ bán một số cái mặt hàng mà còn lại thôi, còn hầu như thì những cái mặt hàng mà bên em bán từ suốt trong ngày 17 và ngày 18 đấy. Ở đây thì có rất là nhiều mặt hàng đây, nhưng mà chủ yếu 2/3 thì là sẽ chờ để trong ngày hôm nay sẽ đóng lan và gửi đi cho tất cả các bạn yêu lan trên toàn quốc luôn ạ. Hai hôm vừa rồi thì bên em có một cái chương trình giảm giá để chào mừng cơ sở khai trương cơ sở mới của bên em đấy ạ. Thì bên em có giảm giá một số các loại mặt hàng để chia sẻ với tất cả các bạn và cùng chung vui với cơ sở bên em luôn. Và ngày hôm nay thì bên em sẽ bắt đầu bán hàng với mức giá trở lại bình thường nhé các bạn. Trước khi đi vào giới thiệu những cái mặt hàng lan ấy, thì em cũng giới thiệu luôn là cơ sở bên em ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ với số điện thoại 0984754102 để được lên đơn và tư vấn trực tiếp nhé. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng. Hiện giờ thì ở đây thì những cái mặt hàng lan mà bên em bán hôm nay ấy, cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 7-8 loại mà còn lại thôi. Nên là em sẽ dành một chút thời gian để giới thiệu về một số những cái giỏ lan mà bên em cũng thấy rất là ưng ý, cũng như là trực tiếp tay em ghép lên ạ. Thì em xin giới thiệu luôn, em cũng bắt đầu mà mới làm việc ở bên cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền cũng từ tầm 1 năm nay, và cũng mới bắt đầu tiếp xúc và mới học để chơi lan thôi. Nên là em cũng rất mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cũng như là đóng góp ý kiến của các bạn. Nên là hiện giờ thì em sẽ giới thiệu một số những cái giỏ hoa nhé, mà trực tiếp tay em đã ghép lên đấy ạ. Hiện giờ em giới thiệu luôn, đấy là cái giỏ đầu tiên là giỏ lan Kim Điệp Xuân nhé các bạn. Lan Kim Điệp Xuân thì hiện giờ nó đang là cái mùa chính vụ hoa, nở bung lụa rất là đẹp rồi đấy ạ. Một cái màu vàng rực, vàng rất là tươi chắc bạn nhé. Cái giỏ lan này thì em cũng ghép lên đến tháng 3 này thì cũng tròn là thằng 3 tháng rồi. Thì cái mầm gốc của nó cũng lên rất là cao rồi này các bạn này. Ngoài nở hoa bung lụa đẹp thì còn mầm gốc cũng nở bắt đầu chồi đây. Hiện giờ thì Kim Điệp Xuân bên em ghép lên cũng không có nhiều thời gian chăm sóc đấy, thì thường cũng để phơi nắng mưa nhiều. Và hai hôm nay thì bên em nó mưa quá nhiều nên em đã cho vào trong nhà vườn đi, để tránh cái tình trạng mà có thể là cây bị úng cũng như là bị thối cái mầm chồi non mới lên nhé các bạn nhé. Đây là cái giỏ Kim Điệp Xuân đây. Thỉnh thoảng thì em cũng có tưới thêm, ở đây là cái chế phẩm Hùng Nguyễn, một trong những cái loại chế phẩm cũng rất là lành luôn các bạn ạ. Nó có rất là nhiều tác dụng, ví dụ như là kích thích chồi này, nhưng mà tránh những lá vào mùa mưa này. Cũng thêm một số cái tác dụng nữa mà em đọc ở trên hướng dẫn sử dụng ấy, nhưng mà em cũng không nhớ rõ lắm. Mà em cũng hay sử dụng cái chế phẩm này bởi vì cũng sử dụng rất là dễ thôi. Khoảng 3 ngày nhà em phun Hùng Nguyễn một lần nhé các bạn. Tiếp đến em muốn giới thiệu tiếp sẽ là một cái chậu lan, đó là lan u lồi đấy ạ. Các bạn nhận ra mặt bông chưa? Chính xác là lan u lồi đúng không? U lồi cũng là một trong những dòng lan ra bông rất là đẹp và bền, có thể kéo dài cả tháng trời. Hiện giờ cái giỏ u lồi này của em Duy trồng thì là em bắt đầu ra lan cái ra bông ấy, từ khoảng mùng 3 Tết, có ngày mùng 3 tháng 1 âm lịch đấy. Mà kéo dài lác đác, em có khoảng tầm 3 thân u lồi thì nó kéo dài lác đác nở mãi đến tận bây giờ vẫn chưa tàn hết này các bạn này. Mặc dù là sang cái thời gian mà bông cũng khá là xuống sắc rồi nhưng mà cũng còn rất là bền luôn đây. Tính đến thời điểm hiện giờ nó cũng hơi rơi vào là hơn 1 tháng rồi nhé các bạn nhé. Còn cái thân chồi non thì cũng đang lên rất là cao luôn. Em cũng chia sẻ luôn là cái chậu u lồi này em cũng tìm hiểu và em trồng theo cách của em, thì là em chỉ để ở trong nhà vườn nhé các bạn nhé, không cho tiếp xúc với trời mưa. Có nghĩa là em chủ yếu là điều tiết cái lượng nước trực tiếp, do mình trực tiếp điều tiết chứ không phải là phụ thuộc vào thời tiết nữa các bạn ạ. Thì cái mầm nó lên rất là cao đây, khoảng 3 ngày một lần em phun chế phẩm Hùng Nguyễn một lần nhé các bạn. Vừa để giữ độ bền của hoa cũng như là kích thích tăng trưởng của chồi non đây. Hy vọng rằng là nó sẽ qua được cái mùa hè của miền Bắc. Và thuần được cái chậu u lồi này thì rất là quý luôn các bạn ạ. Rất là cao đẹp luôn này. Rồi, cảm ơn các bạn. Tiếp đến em muốn giới thiệu tiếp cho các bạn là một chậu lan mà em cũng rất là ưng. Chậu lan này em cũng bắt đầu ghép từ trước Tết. Đó là chậu lan Ý Thảo Ba Màu nha các bạn. Lan Ý Thảo Ba Màu thì trên em bây giờ vẫn còn chưa bung lụa hết đâu nha các bạn nhé. Còn những cái mầm, còn những cái nụ hoa nó vẫn còn kìa. Nụ hoa vẫn còn chưa bung hết này, đến hôm nay vẫn chưa bung hết. Không biết là những cái chậu lan Ý Thảo Ba Màu nơi các bạn ở vùng
miền Trung hay là miền Nam sẽ như thế nào rồi. Còn hiện giờ miền Bắc của em chủ yếu là thời tiết mưa và lạnh nên là hiện giờ mới bắt đầu trổ hoa và bung lụa nha các bạn. Em cũng rất là ưng luôn vì miếng chậu này mình trồng lên và không ngờ là hoa ra lại sai như vậy. Bởi vì là em cũng chủ yếu là để trong nhà nhé, cũng không cho tiếp xúc quá nhiều với trời nắng mưa đâu. Cái mầm gốc lên cũng rất là đẹp rồi đây. Cũng là tưới phun hương chế phẩm hồng nhũ nha các bạn. Đấy ạ. Rồi còn bên kia thì bên em có một chậu là chậu hàng đùi gà dẹt ạ. Cái đùi gà dẹt này thì hiện giờ không phải là cái thuần mà nó là bên em không ghét nhé, mà đây là cái một cái chậu đùi gà hàng nguyên bản đấy ạ. Bông cũng rất là đẹp luôn đúng không? Bên kia là một chậu kim điệp xuân vàng rực rỡ luôn ạ. Vâng, và em xin phép được đi vào công việc chính của ngày hôm nay luôn nhé, đó là giới thiệu những mặt hàng lan mà cơ sở bên em hôm nay sẽ nhận đơn. Đầu tiên em xin được giới thiệu đó là mặt hàng lan trầm tím hàng Lào nhé. Trầm tím hàng Lào thì hiện giờ cái thân mầm gốc đây lên cao lắm rồi các bạn ạ, rất đẹp luôn nhé. Trầm tím hàng Lào chủ yếu tất cả những cái mầm gốc nó đã lên rồi, những cái mắt ngủ mà chưa lên thì trong thời gian tới chắc chắn là sẽ lên rồi các bạn ạ. Bởi vì ở đây là bên em cung cấp giống thì đảm bảo những cái giống cây đến các bạn đều có thể là nảy mầm được còn chăm và thuần được hay không thì đấy còn là do tay người chăm sóc cũng như là các bạn có mát tay hay không nhé. Trầm tím rừng Lào bên em bán với mức giá là 1.500.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên trầm tím rừng Lào em sẽ báo giá tiếp là mặt hàng lan ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Hôm nay em chủ yếu là trả đơn cho các bác nên là em sẽ báo giá qua nhanh thôi nhé, không giới thiệu quá nhiều về những cái mặt hàng lan mà mình bán nữa. Tiếp đến là mặt hàng lan Đai Châu. Đai Châu hiện giờ bên em có chia làm 3 loại nhé các bạn nhé. Hiện giờ Đai Châu này thì đây là Đai Châu hàng nhỏ đấy. Em bán với mức giá là 125.000 đồng cho một cây, tương ứng với mức giá là 250.000 đồng một cặp nhé. Và bên em chỉ bán theo cặp thôi các bạn ạ. 250.000 đồng cho một cặp Đai Châu hàng Thái. Đây là Đai Châu bóc trụ nhé các bạn. Đây là Đai Châu bóc trụ hàng nhỏ đấy ạ. 250.000 đồng cho 1 kg. Cái đặc điểm của lan Đai Châu bóc trụ này thì với những cái cây giống ấy thì là họ sẽ là cây giống là chủ yếu hàng rừng, lấy về và ghép trụ đến lớn thì bắt đầu họ sẽ khai thác nhé, chứ không phải là hàng công nghiệp, hàng cây mô đâu các bạn ạ. Nên là cũng rất là dễ trồng và dễ chăm sóc nhé, đặc điểm của Đai Châu bóc trụ đấy ạ. Tiếp đến em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan Đai Châu cỡ trung bình nhé. Đai Châu cỡ trung đấy thì nó cũng rơi khoảng tầm 3 cặp lá, nhưng mà cái bản lá nó sẽ nhỏ hơn. Thì bên em bán với mức giá là 300.000 đồng cho một cặp Đai Châu cỡ trung. Còn Đai Châu cỡ to đẹp thì đây là cái hàng to đẹp đây. Có những cái thân mà có thể là đã có cả ngồng hoa rồi các bạn ạ. Nhưng mà cặp này ban nãy em xếp ra thì cũng chưa kiểm tra được là có ngồng hoa hay chưa. Nhưng mà đảm bảo là to đẹp đều nhé. 400.000 đồng cho một cặp Đai Châu hàng to đều đẹp nhé các bạn. Vâng, tiếp đến trên đây em báo giá tiếp sẽ là mặt hàng lan Phượng Vĩ. Phượng Vĩ bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg phiên ngày hôm nay 19 tháng 3 năm 2019 nhé. Tiếp đến bên đây em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan Hạc Vĩ Lào ạ. Lan Hạc Vĩ Lào thì em bán suốt 3 phiên nay rồi và hôm nay em sẽ đưa trở lại với mức giá bình thường. Hạc Vĩ Lào bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn. Đây là Hạc Vĩ Lào ạ. Còn dưới này thì còn có cả trầm Myanmar, nhưng chỗ này cũng chỉ đủ để trả đơn cho 2 ngày vừa rồi thôi ạ. Tiếp đến Hạc Vĩ Lào, em sẽ trên Hạc Vĩ Lào thì em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan thập hoa. Đây là lan thập hoa nha các bạn. Lan thập hoa em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ngày hôm nay nhé. Còn Ngọc Thạch Lào thì hiện giờ em cũng có khách đặt hết rồi nên là em không giới thiệu nữa, em quay qua đây, không báo giá nữa các bạn nhé. Tiếp đến là lan đùi gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Đây là lan đùi gà dẹt của ngày hôm nay. Cũng còn khá là nhiều nhưng mà đang vẫn tiếp tục nhận đơn đùi gà dẹt nhé các bạn nhé. Hôm nay thì bên em cũng có rất là nhiều đơn gửi đi rồi và hôm nay tiếp tục đóng đơn để vừa trả hàng cũng như là nhận đơn mới luôn. Bên cạnh đùi gà dẹt sẽ là mặt hàng lan kim thoa. Kim thoa em vẫn để mức giá giảm giá là 100.000 đồng cho 1 kg đấy ạ. Đây là mặt hàng lan kim thoa. Tiếp đến cạnh lan kim thoa sẽ là lan long thu xuân ạ. Long thu xuân hàng dài đều đẹp, thân tơ từ 20cm trở lên, em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1 kg.
Còn Long Tu Xuân hàng giống em bán với mức giá là 240.000 đồng cho 1 kg nhé. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Phi Hạc ạ. Hoàng Phi Hạc là một trong những loại lan mà cái mặt bông nó cũng rất là đa dạng. Họng có thể là họng vàng, họng xanh hoặc là họng tím nha các bạn nhé. Còn khi gửi đi cho các bạn thì em sẽ bốc từ trên xuống dưới thôi, chứ cũng không chủ động để mình chọn được những cái họng hoa, bởi vì hoa bây giờ nó cũng đã tàn khá là nhiều rồi, cũng rất là khó để phân biệt luôn các bạn ạ. Hoàng Phi Hạc em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến sẽ là lan Hoàng Lạp nha các bạn. Đây Hoàng Lạp cũng còn khá là nhiều luôn. Hoàng Lạp bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Đặc điểm thân lá của Hoàng Lạp với Sơn Thủy Tiên thì rất là khó để phân biệt các bạn ạ. Chủ yếu là mình nhìn vào mặt bông thôi. Cái mặt bông thì Hoàng Lạp nó sẽ là cánh vàng, họng vàng. Còn Sơn Thủy Tiên là cánh vàng và họng sẽ nâu nhé, đen nâu. Tiếp đến bên đây, bên em bán tiếp sẽ là Nhất Điểm Hoàng các bạn ạ. Nhất Điểm Hoàng em bán với mức giá là 120.000 đồng cho 1 kg. Nhất Điểm Hoàng hiện giờ đã bắt đầu đang nụ đấy các bạn ạ. Những bông thì nó sẽ hơi nhỏ một chút. Đây là bông của Nhất Điểm Hoàng đây. Đang bông ra đẹp luôn. 120.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Điện Biên Đông ạ. Điện Biên Đông thì em cũng còn khoảng tầm chỗ này chắc rơi khoảng tầm 3 cân. 200.000 đồng cho 1 kg Điện Biên Đông nhé các bạn. Bên cạnh Điện Biên Đông đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Vảy Rồng ạ. Lan Vảy Rồng 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bến hôm nay tiếp tục nhận đơn nhé các bạn. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102. Em xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.